Sáng nay, trong khuôn khổ đá lại vòng 3 FA Cup, Tottenham đã có cuộc tái đấu với Middlesbrough trên sân nhà. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà tràn lên tấn công mạnh mẽ và đã có hai pha lập công nhờ cú đá hiểm hóc của Lo Celso và pha dứt điểm bằng chân trái của Lamela. Đội khách thua kém hơn khi chỉ có một bàn an ủi vào phút thứ 83 của Saville. Chung cuộc, Tottenham thắng 2-1 và sẽ làm khách trên sân của Southampton ở vòng 4 FA Cup. Ngoài ra cũng trong khuôn khổ này thì Coventry thắng 3-0 trước Bristol Rovers, Shrewsbury thắng 1-0 trước Preston, Blackburn để thua 0-2 trước Reading và Newcastle lại thắng 4-1 trước Rochdale. Cũng trong dạng sáng nay tại vòng 1/8 Coppa Italia, Inter Milan đã có cuộc đụng độ với Cagliari. Chân sút Lukaku lại trở thành cái tên gây chú ý nhất bên phía Inter. Chỉ một phút sau khi vào sân, Lukaku đã nổ súng. Những bàn thắng tiếp theo được ghi do công của Borja Valero, Andrea Ranocchia. Lukaku hoàn thành cú đúp ở phút 49. Cagliari chỉ có một bàn danh dự nhờ công của Christian Oliva. Chung cuộc, Inter Milan thắng 4-1, qua đó thẳng tiến vào tứ kết giải đấu. Ngoài ra, cũng trong khuôn khổ này, Napoli thắng 2-0 trước Perugia, Lazio giành chiến thắng 4-0 trước Cremonese. Tháng tới, Premier League sẽ có kỳ nghỉ đông đầu tiên và mỗi đội bóng sẽ có khoảng 13-16 ngày không phải ra sân. Trong đó, Man United đã dự định đưa các cầu thủ sang Qatar để tập huấn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ mới đây đã quyết định hủy chuyến tập huấn giữa mùa tại Qatar do lo ngại tình hình căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran có thể ảnh hưởng đến khu vực Trung Đông. Chúng tôi từng dự định tới khu vực Trung Quốc nhưng điều này chắc chắn sẽ không xảy ra. Tôi sẽ cho các cầu thủ một vài ngày nghỉ. Dù chưa biết đi đâu nhưng chúng tôi sẽ ở lại châu Âu. Đội chủ sân Old Trafford đã có 2 lần viếng thăm vào khu thể thao phức hợp Nat Al Sheba tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào năm 2018 và 2019. Vừa qua, trong cuộc bầu chọn từ người hâm mộ, Jordan Henderson đã vượt qua Raheem Sterling và Harry Kane để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh trong năm 2019. Năm vừa qua, Henderson đã giành chức vô địch Champions League cùng Liverpool, đội bóng đang dẫn đầu Premier League mùa này. Trong cuộc phỏng vấn sau đó, tiền vệ 29 tuổi chia sẻ: "Tôi cảm thấy cực kỳ vinh dự và tự hào khi được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh. Cảm ơn tất cả mọi người đã bầu chọn cho tôi." Đứng sau đội trưởng của Liverpool trong cuộc bầu chọn này là Sterling của Man City, về thứ ba là tiền đạo của Tottenham, Harry Kane. Trong năm 2019, Henderson cũng đã có 7 lần ra sân cho đội tuyển Anh, bao gồm cả trận thua bán kết Nations League trước Hà Lan. Tiền vệ 29 tuổi cũng đã vượt mốc 50 trận khoác áo tam sư. Ở lượt trận cuối bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2020 vào tối qua, U23 Thái Lan đã có cuộc đọ sức với U23 Iraq. Khi trận đấu mới bắt đầu được ít phút, may mắn đã đến với U23 Thái Lan khi hậu vệ Iraq để bóng chạm tay trong vòng cấm. Zaroe Sak không khiến người hâm mộ Thái thất vọng khi tung cú sút tự tin vào góc xa, đưa voi chiến vượt lên. Không chịu khuất phục, U23 Iraq đã ngay lập tức đẩy mạnh các pha tấn công và có bàn thắng gỡ hòa ngay đầu hiệp 2 do công của Mohamed Nassif. Chung cuộc, sau thế trận giằng co, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Đây là kết quả vừa đủ để đưa thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino giành vé vào tứ kết vòng chung kết giải U23 châu Á. Ngoài ra, cũng trong khuôn khổ này, U23 Australia hòa 1-1 với U23 Bahrain. Và tối qua trong trận giao hữu giữa Heerenveen và Heracles, sau hiệp 1 thi đấu bất phân thắng bại, huấn luyện viên Johnny Jensen đã có động thái bất ngờ là thay toàn bộ 11 cầu thủ trên sân và đó là lúc Văn Hậu góp mặt. Hậu vệ Việt Nam mang áo số 15 chơi nỗ lực bên phần sân nhà, góp mặt ở quanh vòng cấm. Văn Hậu đã có một vài tình huống theo kèm và giải quyết kịp thời cho Heerenveen. Sự góp mặt của Hậu ở hàng thủ giúp cho đội bóng chơi ổn định và nhận thêm rất ít pha bóng nguy hiểm. Tại SC Heerenveen, Văn Hậu mới chỉ có 4 phút ra sân cho trận đấu với Roda ở cúp quốc gia Hà Lan. Hậu vệ tuyển Việt Nam hy vọng anh sẽ tận dụng tốt chuyến tập huấn chuẩn bị cho giai đoạn 2 để được ra sân nhiều hơn trong thời gian tới.